Chuyển sang thông tin về thời tiết. Như phần đầu đã thông tin, miền Bắc hôm nay thì đã đỡ rét hơn. Thế nhưng là liệu có nắng ấm không chị Hương Liên? Vâng, Minh Thư, ngày hôm nay thì khả năng là miền Bắc vẫn chưa có nắng. Thậm chí là một số nơi ở vùng núi như là Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ thì còn có mưa rào nhẹ. Tuy nhiên đến trưa chiều nay thì dự báo nhiệt độ toàn miền sẽ cao hơn so với hôm qua một vài độ. Lúc cao nhất nhiệt độ tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng hay Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình vào khoảng 17 đến 20 độ, riêng Điện Biên Phủ là 23 độ. Ở miền Trung sang hôm nay dự báo vẫn còn mưa từ thành phố Hà Tĩnh đến Nha Trang, nhưng chủ yếu là mưa rào nhẹ ngắt quãng, nhiệt độ có sự phân hóa. Từ Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh hay là Đồng Hới vào Huế thì trời rét 18 đến 21 độ. Còn Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết thì trời mát 26 đến 30 độ. Lưu ý là khu vực ven biển Nam Trung Bộ thì vẫn sẽ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc gió giật trên cấp 6. Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo hôm nay tiếp tục có nắng, nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa vào khoảng 28-29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ thì trời nóng, có điểm nắng nóng, nhiệt độ sẽ là từ 32 đến 35 độ. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hương Liên.